Sáng 2 tháng 8 năm 2021, nghệ sĩ Việt Hương và chồng đã tới nhà của ông Đoàn Ngọc Hải để bàn giao lại chiếc xe cứu thương theo lời hứa trước đó. Đây là gánh nặng Hương trao cho anh Hải. Thì khi Hương đưa cái xe này cho anh Hải là anh Hải phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đi nó, lo cho nó và chở bà con. Việt Hương thật ra như vậy là rất là sớm vì không có cần phải lái xe đi. Nhưng mà đây là cái duyên của Việt Hương. Việt Hương cũng nói với anh Hải, anh ơi, anh gán chạy chiếc này nha, anh đừng có thay đổi. Anh gán chạy 5-10 năm đó là kỷ niệm của hai vợ chồng em tặng cho anh. Theo nghệ sĩ Việt Hương, chiếc xe cứu thương mới của hãng Ford nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ có trị giá gần 3 tỷ đồng. Giấy tờ xe đã được đứng tên ông Đoàn Ngọc Hải với biển số 51B50934. Đây là chiếc xe cứu thương sử dụng hộp số tự động cho người lái xe cảm giác thoải mái và đỡ mệt hơn khi di chuyển đường dài. Trong chiếc xe được trang bị các trang thiết bị của một chiếc xe cứu thương chuyên dụng như hệ thống còi hú, đèn báo hiệu, bình oxy, cán cứu thương. Chiếc xe này thì nó là một trời một vực đối với chiếc xe cũ của tôi. Chiếc xe cũ của tôi thì chỉ có trị giá 700 triệu thôi. Còn chiếc này thì tới gần 3 tỷ đồng mà. Và chiếc xe này là có thể nói là giám đốc một công ty nhập xe ở Hà Nội, anh Kế, có cho biết rằng chiếc xe này là chiếc xe cứu thương duy nhất ở Việt Nam hiện nay có hộp số tự động. Để cảm ơn tấm lòng của nghệ sĩ Việt Hương, ông Đoàn Ngọc Hải cũng tự tay dán dòng chữ nghệ sĩ Việt Hương tặng lên thân xe. Sau khi nhận giấy tờ, ông Đoàn Ngọc Hải cũng được hướng dẫn để làm quen với chiếc xe cứu thương mới. Ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã lên kế hoạch sử dụng chiếc xe mới cho chặng đường hoạt động từ thiện sắp tới của mình. Cái xe cứu thương mới này vẫn tiếp tục cái hành trình, đó là ưu tiên một chở các hài cốt liệt sĩ từ miền Nam ra miền Bắc, từ miền Bắc về miền Nam, và ưu tiên thứ hai là chở các bệnh nhi sau khi đã chữa khỏi bệnh rồi. Nhiệm vụ thứ ba của chiếc xe cứu thương là chở sữa, chở bánh, chở thịt lên cho các cháu bé vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Và nhiệm vụ thứ tư của nó là trên đường đi nếu như gặp các ca tai nạn giao thông thì tôi sẵn lòng xử lý ngay các ca tai nạn giao thông đến các bệnh viện gần nhất. Bên cạnh đó, ông cũng dự định sử dụng xe để thực hiện nhiều hoạt động khác như đưa học sinh giỏi lớp 9 ở Tây Bắc đi xuyên Việt và đưa các sinh viên về quê. Tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ thực hiện các hoạt động dựa trên sức khỏe của mình. Với cái tuổi 52 của mình và với cái bệnh hen suyễn của mình thì mình chỉ cố gắng làm vừa sức mình, vừa cái khả năng cơ thể mình cho phép. Bởi vì cái bệnh hen suyễn của mình thì nó không thể tiếp xúc được các ca F0, không thể làm những các căn bệnh truyền nhiễm. Bởi vì có thể trong một đốt nhạc thôi là nó đã đánh gục mình rồi. Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã chia tay chiếc xe cứu thương cũ mà ông đã mua từ tháng 8 năm 2020. Chiếc xe đã gắn bó cùng ông trên chặng đường 70.000 km để hoạt động thiện nguyện. Ông tặng lại một nhà hảo tâm chiếc xe này để được ủng hộ 3 tỷ đồng vào quỹ đồng bào. Số tiền 3 tỷ đồng này đã dùng mua 14 máy thở tặng thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa bệnh nhân COVID-19.